Một ngày đẹp trời, và huấn luyện viên Mark đã quyết định đưa bọn trẻ đi cắm trại tập hợp. Tớ là người đầu tiên tới. Chào buổi sáng. Hôm nay thầy quyết định chúng ta sẽ thực hiện một chuyến cắm trại nhỏ. Cắm trại? Cắm trại là gì? Cắm trại có nghĩa là chúng ta sẽ đi thực tế và để giao tiếp với thiên nhiên. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cuộc thi nhỏ. Một cuộc thi? Và rất nhiều trò chơi. Trò chơi? Và hy vọng có được một vài kiến thức. Vậy ai muốn đi? Chúng con muốn. Con sẽ đi. Con nữa. Giờ hãy nhớ rằng cẩn trọng trong suốt chuyến đi. Đừng đi đâu một mình. Nếu các con gặp bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần tới và nói với thầy. Đây là cờ của đội chúng ta. Xếp hàng khi thầy vẫy nó. Ta sẽ khởi hành vào ngày mai. Tay trong tay chúng ta đi. Chúng ta vượt qua cánh đồng và cây xanh dưới những đám mây mềm mại, qua những con lạch và ngọn đồi. Chúng ta sẽ đi cắm trại. Một vũng nước. Này. Này, đừng làm vậy, con sẽ bị ướt và bẩn đó. Đi bộ như thế này, đi chậm và cẩn thận. Nào, thầy sẽ chỉ cho con. Nhìn thấy, cứ thế này, thấy không? Chúng ta đi qua những ngọn đồi, chúng ta sẽ cắm trại. Được rồi, hãy cẩn thận khi đi xuống. Tốt, cứ như vậy. Tiki, cẩn thận nha. Vâng. Này, từ từ thôi, Babu. Warren, đừng nhảy. Huấn luyện viên Mark ôm con. Cẩn thận nha. Bamboo, đến lượt con. Thôi nào, tốt lắm. Đi nào anh bạn. Cắm trại thật vui. Chúng ta đã đến địa điểm cắm trại của mình. Đầu tiên, chúng ta cần dựng lên một số liều. Nhưng hãy cẩn thận. Một số cành có gai sẽ chọc vào tay các con. Đi theo thầy và chúng ta sẽ lấy vài cành cây. Dạ, đi. Đầu tiên chúng ta cần làm một cột đỡ. Sau đó chúng ta sẽ làm lớp bọc. Làm theo các bước của thầy. Nhìn kỹ nhé. À, con hiểu rồi. Raya, mình không hiểu. Huấn luyện viên, con xong rồi đây. Làm tốt lắm nhóc con. Rambo, thầy biết con có thể làm được. Một cái liều phù hợp cho một hoàng tử. Rất độc đáo. Hoàn hảo. Đó là tất cả những gì mình cần. Rambo, cậu làm xong chưa? Tớ xong rồi. Chỉ vậy thôi sao? Liệu của tớ? Tớ xin lỗi. Các con ơi, có ai biết đây là gì không? Con không biết. Đây là một quả Việt Quất. Nó hơi ngọt và một chút chua. Và đầy đủ vitamin. Các con đi hái một ít đi. Vâng. Nhưng trước khi ăn, để thầy xem đã. Vâng. Của con đây. Vậy các con biết phải làm gì rồi đấy. Huấn luyện viên cho con với. Rambo, em đã ăn nó à? Bây giờ em sẽ làm gì đây? Raya, còn có anh phải không? Em sẽ đi hái quả với anh. Đừng lo lắng, em hứa sẽ không ăn của anh đâu. Hãy nhớ rằng quả Việt Quất là những quả màu xanh và tròn. Đừng hái nhầm quả nhé. Vâng. Thấy rồi nè. Nhìn kia đằng này. Rambo, lối này. Rambo, thì xem ai hái được nhiều quả hơn nhé. Đi thôi anh. Được rồi. Raya, em đã hái nhiều hơn anh. Rambo, dừng lại. Chuyện gì vậy? Nhìn kỹ đi, những quả này có màu đỏ. Huấn luyện viên nói chúng ta chỉ nên chọn những quả màu xanh. Bởi vì những quả màu đỏ có thể làm em bị đau bụng đó. Ồ, em hiểu rồi. Các con đã trở lại. Huấn luyện viên nhìn này, quả mọng của con.
Tốt, các con đã làm rất tốt. Thầy sẽ đi rửa quả diệt quất và trái cây khác mà chúng ta mang theo. Bây giờ thầy có thêm một nhiệm vụ nhỏ cho các con. Đó là gì ạ? À? Các con ra ngoài đó và tìm thứ gì đó phát ra âm thanh như thế này. Sau đó mang nó về và ta sẽ tổ chức buổi quà nhạc. Thấy sao nhỉ? Tuyệt vời, dạ vui lắm đó. Vâng, ôi trời. Ryan nhìn nè, đám mây đó, nó thực sự đen lắm. Anh có nghĩ là trời sẽ mưa không? Đi nào. Rambo đã đi đâu vậy? Đây, Babu, nhanh lên. Nó trên cây, Babu, cẩn thận. Ryan, em đã đi đâu? Em đã tìm thấy nhà cũ của mình chưa? Nhất định rồi, nhìn thấy không? Rambo, đó chỉ là một con ếch cây. Ryan, hãy nhìn vào thứ tớ tìm được nè. Đầu tiên là một con ếch. Bây giờ là thứ này. Nào các bạn, Vic đang làm nhạc kìa. Nó hay quá. Này Vic, đó là một chiếc lá hả? Cậu làm thế nào vậy? Thật là ngạc nhiên. Phải, đó là một chiếc lá. Bố tớ đã dạy tớ cách đấy. Cậu dạy cho bọn tớ được không? Ồ phải, chúng tớ cũng muốn học nữa. Tớ muốn học, hãy dạy tớ đi Vic. Tớ sẽ làm lại. Quan sát tớ nhé. Được rồi. Tiki, Tiki, cậu ấy là người của chúng ta. Cậu không làm được thì chẳng ai có thể. Thôi nào, Tiki, cậu có thể làm được mà. Tớ không thể nhìn thấy. Tớ bị mù rồi. Các em có ổn không vậy? Dạ, huấn luyện viên. Tụi con biết cách thổi một chiếc lá rồi. Huấn luyện viên, con đã mời ngài ếch đến. Và con mời ngài dế. Huấn luyện viên Mark, con tìm thấy một gốc cây gỗ. Tốt, tuyệt vời. Vậy thầy tuyên bố buổi quà nhạc chính thức khai mạc. Các con thật sự đã vượt qua chính mình. Dừng lại. Dừng lại. Ngài ếch. Quay lại đây, dế. Ngài ếch, dừng lại. Chúng ta nên giúp họ. Mém tóm được rồi. Ngài ếch, ngài không được ăn ngài dế. Tớ đoán chúng ta sẽ là đội cổ vũ. Cố lên, cố lên. Đi nào. Dừng lại. Đó không phải là âm nhạc. Tới lúc cho chuyến dã ngoại. Chúng tôi có nhiều loại trái cây. Ăn thôi nào. Em thích cắm trại. Hình như mưa. Nhanh vào trong liều đi. Nào, nhanh lên nào. Đi nào. Được rồi, tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ hãy tiếp tục bữa trưa của chúng ta. Ngon quá. Ta no quá. Ta thích quả mọng. Ta lúc ngủ rồi. Các cậu nhanh lên. Nhìn xem, đó là cầu vồng kìa. Cầu vồng. Đẹp quá. Vậy các con à, ai có thể cho thầy biết tại sao chúng ta cần phải thực hiện chuyến đi cắm trại này không? Con biết, vì chúng ta phải dựng liều. Bởi vì chúng ta có thể có trái cây. Bởi vì chúng ta cần một buổi quà nhạc. Tất cả các câu trả lời của các con đều đúng. Mục đích của việc cắm trại là để khám phá thiên nhiên và tìm hiểu về thế giới mà mình đang sống. Các con có muốn cắm trại lần sau nữa không? Có ạ.
Cậu nghĩ sao? Không phải cắm trại trông rất thú vị sao? Các cậu nhớ đi khám phá thiên nhiên hơn thường xuyên với bố mẹ nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Lại một ngày đẹp trời nữa tại mầm non cây thông. Bọn trẻ hôm nay làm gì nhỉ? Kitty đi đâu rồi? Kitty! Kitty! Con bé đi đâu rồi? Chào các con. Bây giờ thầy sẽ dạy các con vẽ một con chim. Xem kỹ nhé. Đầu tiên vẽ một đường nguệch ngoạc ở đây, thêm một số gai ở đây nữa, và sau đó vẽ mắt của nó. Và đừng quên đôi chân của nó. Huấn luyện viên Mark, tôi có thể nhờ anh một chút được không? Được rồi, các con tự tập đi. Thầy sẽ trở lại ngay. Chuyện gì vậy cô Olivia? Làm sao để vẽ vậy? Ba Boo, tớ thích mấy quả chuối cậu mang cho tớ ngày hôm qua. Tớ muốn cậu mang thêm vài quả ngày hôm nay. Tớ vẽ củ cải đẹp lắm nè. Này Vic, nhìn Rambo kìa. Rambo. Đừng đánh thức cậu ấy vậy. Cô bé cao chừng này. Cô bé là một con hổ. Anh đã nhìn thấy chứ? Tôi không thấy. Nhưng tôi sẽ giúp cô tìm cô bé. Tiki, đủ rồi, đừng đánh thức quấy dậy. Mắc cười quá. Đi thực hành vẽ nào. Nếu cô Olivia bắt gặp chúng ta thì sao? Đi nào. Được rồi, chúng ta vẽ nào. Này, bút của tớ đâu? Bút của tớ cũng biến mất rồi, Ba Boo. Cậu biết đấy, hoàng tử Tiki, cậu có thể sử dụng tớ. Nó cũng biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã trộm bút của tớ rồi? Chắc chúng bay đi rồi chăng? Tiki, chuyện gì vậy? Tất cả bút của tớ đã biến mất. Thật sao? Phải. Làm sao đây? Không thể dễ mà không có bút. Mình tìm kỹ hơn đi. Nó ở đâu đó thôi. Gì vậy? Bút của tớ. Nó đâu mất tiêu rồi. Có chuyện gì vậy, Bram? Tiki, có phải cậu đã lấy bút của tớ không? Không phải tớ. Có lẽ một con ma đã lấy chúng. Phải, một con ma. Vic, đừng dọa chúng tớ nữa. Không có ma cỏ gì hết. Cậu ngốc thật. Phải, cậu thật ngớ ngẩn. Phải không, Ba Boo? Tớ đồng ý với Tiki. Một con ma. Rambo, chuyện gì xảy ra vậy? Đằng sau cái bàn kìa. Briar, em sợ lắm. Nhìn qua đó xem, tớ thấy cái gì đó đang di chuyển. Mình qua nhìn thử chút đi. Nó đâu rồi? Tớ sẽ đi được chứ. Quái vật, dừng lại ngay đó. Các cậu, đến đây đi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là một bé hổ thôi. Tớ thích sọc của cô bé. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cô bé trước đây. Có lẽ bé là người mới. Cô bé thật dễ thương. Cô bé dễ thương nhất. Để tớ xem. Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Nhìn này các cậu. Nhìn vào đôi chân nhỏ của cô bé đi. Kitty. Con đây rồi. Cô đã tìm con khắp nơi đó. Cô bé này là ai ạ? Tên cô bé là Kitty. Hôm nay bố mẹ cô bé rất bận. Vì vậy chúng ta sẽ chăm sóc cô bé. Các con, ai muốn giúp trông em nào? Cô Olivia, con làm được, con sẽ làm được. Tuyệt vời, chăm sóc tốt nhé. Kitty, đây là mật ong yêu thích của anh. Nó ngon lắm, em thử đi.
Kitty, em đang lãng phí nó đấy. Cho vào miệng đi. Chú ý, những hộ vệ rừng, hãy lắng nghe đây. Kitty, em là lãnh đạo của chúng ta. Đây, nếu chúng ta đánh bại khỉ, thì chúng ta sẽ là những anh hùng của khu rừng. Đi nào. Hoàng tử Tiki, họ tới tìm ta kìa. Tấn công, chạy mau. Raya, chúng ta chưa sẵn sàng. Được rồi các con, đã đến lúc dọn dẹp lớp học. Vâng. Tôi đã bỏ lỡ chỗ này. Giờ tới xong rồi. Đi ăn táo đây. Ai đã làm vậy chứ? Mất công lắm đấy. Rambo, cậu có thấy cái cặp dứa yêu thích của tớ không? Rambo, chuyện gì vậy? Kitty làm hỏng đống lá của tớ. Tớ buồn lắm. Kitty, tránh xa cái cặp của anh ra. Kitty, đây là chiếc túi yêu thích của anh. Bây giờ nó hư rồi. Giờ sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em ấy khóc? Tiki, cô làm gì em ấy vậy? Tớ có làm gì đâu. Mình phải làm gì đó, dỗ cho em ấy nín đi. Hoàng tử Tiki, có lẽ cậu nên để em ấy lấy cái túi, như vậy em ấy sẽ nín khóc. Tiki, nào, đưa cho em ấy đi. Kitty, đây. Đó là giờ ngủ trưa, và tất cả bọn trẻ đều ngủ say. Mẹ, nghe có vẻ giống Kitty. Sao thế hả? Có chuyện gì vậy? Sao mấy lại khóc nữa? Kitty, đừng khóc mà. Tớ nghĩ em ấy nhớ mẹ. Tớ nhớ mẹ tớ quá. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng tôi có thể hát cho em ấy một bài hát ru. Tớ cá lại mấy sẽ ngủ lại. Hát ru? Tớ không biết bài nào. Tớ biết nè. Kitty, anh sẽ hát ru em ngủ. Hổ con im lặng nào, đừng nói lời nào. Mẹ sẽ mua cho con một con chim nhại. Và nếu con chim nhại đó không hát, mẹ sẽ mua cho con một chiếc nhẫn kim cương. Và nếu chiếc nhẫn kim cương đó không lấp lánh, mẹ sẽ hát ru con. Im lặng nào bé con, đừng khóc. Kitty, tạm biệt các bạn đi. Kitty, ngày mai em không đến lớp sao?
Hãy đến đi. Và anh sẽ mang cho em đồ ăn ngon. Nghe tuyệt đấy. Anh sẽ mang cho em đồ chơi xịn. Kitty, nếu em quay lại, em có thể lấy cái này. Được chứ? Cô rất vui vì tất cả các con đã vui vẻ. Khi Kitty lớn lên một chút, em ấy sẽ có thể đến mẫu giáo của chúng ta với tất cả các con. Thật á? Tuyệt vời! Kitty ơi, mai mốt đến chơi với tụi anh nhé. Xin chào các cậu. Các cậu đã bao giờ chăm sóc một em bé hơn mình chưa? Tớ cá là các cậu đã làm rất tốt. Hẹn gặp lại các cậu lần sau. Tạm biệt. Cùng xem các bé ở mầm non cây thông nào. Ngỗng vịt. Nếu có tiếng trẻ con khóc, tốt hơn hết nên chạy đi. Biết là con ngỗng. Chạy, biết chạy đi. Rambo, tớ sẽ tóm được cậu. Cậu không tóm được tớ đâu. Xin chào Violet, tại sao cậu lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Đây được gọi là mũ bảo hiểm đó. Đây là những miếng đệm khuỷu tay. Và đây là miếng đệm đầu gối của tớ. Tớ đeo thiết bị này để bảo vệ khi tớ chơi thể thao. Cái que kỳ lạ trên tay của cậu là gì vậy? Ôi, cái này à, đó là một miếng dán trượt, ván trượt. Nó để làm gì vậy? Để tớ chỉ cho các cậu nha. Ngồi xuống và chuẩn bị để được ngạc nhiên đi. Tuyệt vời, tớ nóng lòng quá. Được rồi. Violet thật tuyệt vời. Violet, coi chừng. Tớ mới học cách để làm như vậy. Nó giống như có một đôi cánh vậy. Cậu ấy có thể bay được. Cậu ấy trông thật tuyệt. Violet, dán trượt trông vui quá. Cậu dạy cho tớ được không? Mình cũng muốn học nữa. Tớ cũng vậy. Ừ, tớ cũng vậy. Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng trước tiên sẽ cần chiếc mũ bảo hiểm, miếng đệm khuỷu tay và miếng đệm đầu gối. Được chứ? Được. Các cậu hãy xem tớ này. Nghiêng người về phía trước một chút, uốn cong đầu gối của mình. Và sau đó duỗi thẳng tay và cố gắng giữ thăng bằng. Trượt về phía trước từ từ. Bây giờ các cậu thử nó đi. Chắc chắn nó sẽ rất dễ. Thấy sao nào? Tạm biệt. Bắt kịp nó đi, Vic. Rambo, ở đây nè. Ryan, chậm lại, tớ không tệ đến thế đâu. Sao thấy khó quá? Violet, chúng ta nên tổ chức một cuộc thi trượt dáng. Được đấy, tớ tham gia. Rambo đâu rồi? Rambo, Ryan, Ram, em đang làm gì vậy? Em sợ. Đây, để anh giúp em. Dạ được. Quỳ gối xuống. Nghiêng về phía trước.
Tiếp tục đứng thẳng, giữ hai tay ra để giữ thăng bằng tốt hơn. Tốt, giữ nó vậy đi. Em đang làm rất tốt. Rambo, em nên tự thử đi. Rambo. Ryan, Rambo. Rambo, có chuyện gì vậy? Trượt dáng khó quá à. Mông tớ đau quá trời. Tớ sẽ chỉ cho các cậu cách thực hiện. Phải, chỉ Rambo cách thực hiện đi. Phải, nghiêng về phía trước, hạ gối xuống, duỗi hai cánh tay ra, và sau đó từ từ trượt về phía trước. Từ từ trượt về phía trước. Đi, đi, Rambo. Cậu hiểu rồi, Rambo. Tốt lắm, Rambo. Đi nào. Ram, thử lại đi. Tớ từ bỏ. Rambo, đừng khóc. Rambo, cậu không thể trượt dáng với đôi mắt ngấn lệ. Cậu muốn nghe một bí mật mà bố tớ đã dạy tớ không? Nếu cậu cứ khóc như vậy, tớ sẽ không nói cho cậu biết bí mật được. Bí mật gì? Thật ra, tớ cũng rất sợ như cậu khi lần đầu học trượt dáng. Sau đó, bố tớ nói với tớ một câu thần chú. Câu thần chú sẽ tiếp thêm can đảm cho cậu nếu cậu nói chúng khi đang trượt dáng. Có thần chú luôn á? Tất nhiên rồi. Violet, cậu có thể cho tớ biết câu thần chú được không? Làm ơn đấy, nghe kỹ đi. Polo, polo, wa la la. Polo, polo, wa la la. Wow, tớ biết thần chú rồi. Cảm ơn Violet. Polo, polo, wa la la. Polo, polo, wa la la. Đừng sợ, câu thần chú sẽ giúp cho mình can đảm. Polo, polo, wa la la. Polo, polo, wa la la. Rambo, cậu đang làm được rồi. Polo, polo, wa la la. Polo, polo, wa la la. Ram, cậu đang làm rất tốt. Polo, polo, wa la la. Polo, polo, wa la la. Thật tuyệt. Rambo có thể trượt dáng rồi kìa. Các cậu, ngày mai mình chơi trượt dáng không? Tôi sẽ nhờ bố đến để làm giám khảo. Các cậu nghĩ sao? Được, được. Ram, chúng ta cần phải về nhà. Em muốn luyện tập thêm. Ryan, nhanh lên. Không thì sẽ trễ cuộc thi mất. Anh đang đến đây. Với sự giúp đỡ của cô thần chú, mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi. Ôi không, Rambo, mọi thứ ổn chứ? Ồ, không, 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 em quên thần chú rồi. Em chỉ nhớ là bo, thứ gì đó, la la. Ryan, anh phải giúp em nhớ. Nếu không, em sẽ không thể trượt ván. Đừng lo lắng, Ram, anh sẽ giúp em nhớ nó. Bo gì đó. Paula? Polly? Hay là... Lopo? Đúng, đó là Lopo. Anh thật tuyệt. Giúp em đoạn cuối nữa. Đó là cái gì mà... La la? La la? Có phải là Ulala? Ulala? Ôi, em nhớ ra rồi. Sha-la-la. Câu thần chú là Lopo, Lopo, Sha-la-la. Đi thôi, Briar. Lopo, Lopo, Sha-la-la. Tuyệt. Chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Lopo, Lopo, Sha-la-la. Gì vậy? Dạ, bắt đầu. Rambo,
Violet đang bắt kịp kìa. Lobo, Lobo, Shalala. Rambo, Rambo. Rambo, Rambo. Mình đã thắng. Rambo, cậu nói sai câu thần chú rồi. Ý cậu là sao? Thật sao? Vậy tại sao tớ vẫn thắng? Tớ không biết. Hôm nay giỏi lắm các con. Thế nào rồi? Bố ơi, con đã nói với Rambo câu thần chú mà bố đã dạy con. Nhưng lúc nãy cô ấy lại nhầm. Nhưng mà cô ấy vẫn có thể trượt ván được. Bác O'Hare, chuyện gì vậy ạ? Bố hiểu rồi. Thật ra Rambo không nói sai đâu. Thật hả? Đúng vậy. Hãy nhớ rằng bất kể con có nói cái gì, miễn là nó mang lại cho con một lòng dũng cảm thì nó đều là thần chú. Con hiểu rồi. Câu từ không thành vấn đề. Điều quan trọng là con có can đảm, dũng cảm. Rambo, từ nay chúng ta sẽ trở nên dũng cảm. Phải. Các cậu nhanh thật đấy. Bởi vì chúng tớ dũng cảm. Chào các cậu. Không quan trọng thần chú của các cậu là gì. Điều quan trọng là phải tin vào bản thân và dũng cảm. Bởi vì điều kỳ diệu luôn ở bên trong bạn. Tạm biệt. Đó là tiếng chuông, có nghĩa là mẫu giáo cây thông đã tới giờ tan học. Về nhà rồi, tuyệt vời. Này Briar, buổi dã ngoại ngày mai, cậu và Rambo sẽ mang theo thức ăn gì? Rambo, em ấy bị cảm lạnh. Vì vậy tớ không nghĩ em ấy có thể đi với chúng ta. Tớ nghĩ em ấy cần nghỉ ngơi. Tớ có ý này. Hoàn hảo. Nó đâu rồi? Không phải nó rồi. Này, Briar, lại đây, tôi tìm thấy cái ao rồi. Bắt được rồi. Không có đường chạy đâu. Cái gì vậy? Tuyệt, bắt được rồi. Các con, hãy lắng nghe này. Xếp thành một hàng nghiêm chỉnh nhé. Rambo, cố gắng uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Cô Olivia, Lady Jane đang tìm cô đó. Tôi đang đến đây. Rambo, cô xin lỗi nhé. Hẹn gặp lại cô Olivia. Bây giờ họ đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ có một mình. Và mình không biết làm gì cả. Một con cá. Raya và tớ đã tìm cho cậu bạn nè. Với con cá, em sẽ không cảm thấy cô đơn. Đi trước đi các cậu. Và tớ sẽ ở lại với con cá nhỏ này. Rambo, bảo trọng nhé. Tạm biệt Rambo. Tạm biệt, gặp sau nhé. Cảm ơn vì người bạn này. Tớ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nhìn đây. Chờ đã.
Rambo có gì ở đó nhỉ? Đi xem nào. Các cậu về sớm vậy? Rambo, chú cá có vẻ khá hạnh phúc. Và tớ cũng hạnh phúc. Rambo, cậu có thể nói vậy nữa không? Tớ nói tớ cũng rất hạnh phúc. Chuyện gì vậy? Rambo, tiếng sụt sịt của cậu đã mất rồi. Tớ yêu chú cá nhỏ này. Cuối cùng tớ đã vượt qua được cơn cảm lạnh rồi. Đó là tin tuyệt vời. Nào, chúng ta ra ngoài chơi đi. Cá ơi, bây giờ tớ sẽ ra ngoài. Tớ sẽ về sớm thôi. Đi nào, gặp sau nhé. Tạm biệt cô Olivia. Tạm biệt các con, tạm biệt. Xin lỗi nha, hôm qua tôi quên thay nước cho cậu rồi. Nhanh lên Rambo, chúng ta đang chờ trốn tìm. Đang tới đây. Tôi nên đặt nó đâu đây? Vậy sẽ ổn thôi. Và một chút thức ăn nè. Nhanh nhanh lên giùm cái đi. Tôi tới liền. Nó trông không vui thế nào. Ram, Rambo, chuyện gì vậy Brian? Rambo, nhìn này, em không thay nước à? Nước bẩn quá. Em sẽ làm sạch nó. Ram, chú cá này phụ thuộc vào em. Em phải chăm sóc nó. Brian, cứ bình tĩnh đi. Em sẽ làm việc đó ngay bây giờ. Rambo, cậu định làm gì vậy? Tớ đang thay nước. Con cá có thể đợi mà. Đi với chúng tớ. Tớ tìm thấy một cái cây. Có rất nhiều trái cây trên đó. Phải, rất nhiều trái cây. Ồ, thật sao? Chắc tớ không đi đâu. Thôi được, bắt kịp sau nhé. Cá nhỏ ơi, lát nữa tớ thay nước nhé. Tiki, đợi tớ với. Nhanh lên Rambo, tớ sẽ là người đầu tiên đến đó. Tiki, trái cây rất ngon. Tớ cảm thấy rất no bụng. Cậu nợ hoàng tử của cậu một lời cảm ơn nhỏ đấy. Cảm ơn Tiki. Bây giờ tớ phải đi đây. Cá nhỏ ơi, tớ đang đến đây. Babu, quả này dành cho cậu. Cảm ơn. Fishy, tớ đến đây. Nó đâu rồi? Cá của tớ đâu? Cá ơi, cá. Tớ để nó đây mà. Nó có thể đi đâu chứ? Có thể nó mọc cánh và bay đi rồi. Tớ phải tìm cá nhỏ của mình bằng mọi giá. Cá ơi, cá. Này Rambo, có chuyện gì vậy? Bác Billy già, bác có thấy cá của con không? Bác chịu thôi. Nè, con đi đâu vậy? Con phải tìm ra nó. Cậu ở đâu chứ? Cá ơi, cá. Cá ơi, cá ơi, thôi nào. Ếch nhỏ, cậu có thấy cá của tớ đâu không? Tớ bắt được rồi. Nó không phải là cá của tớ. Cá ơi, quay lại với tớ đi. Tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Tớ hứa.
Cô Olivia, nhìn xem cô có cái gì này. Con cá, con cá của Rambo. Mang nó đến cho Rambo đi. Cá của tớ. Cá ơi, cậu quay trở lại rồi. Tớ rất xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa đâu. Tớ hứa đấy. Ai đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho con cá nhỉ? Là tớ. Không sao đâu, không sao đâu. Ryan, cô Olivia, Rambo, cô Olivia đã chăm sóc con cá của em. Nhờ cô ấy mà nó không sao đó. Con xin lỗi cô Olivia. Không sao đâu. Nhìn đây, cá của con rất vui khi gặp con. Con có biết tại sao nó phấn khích không? Con không biết. Nó hạnh phúc vì nó đã được đoàn tụ với người bạn của nó. Ý cô là con hả? Đúng rồi. Rambo, con có rất nhiều bạn bè. Nhưng cá của con chỉ có một người bạn, và người đó chính là con. Cô Olivia, con hiểu rồi. Con không nên bỏ cá của mình một mình sau khi con khỏe hơn. Đó là lỗi của con. Rambo, đừng khóc. Anh hứa, biết, giờ anh sẽ giúp em chăm sóc cá kể từ bây giờ. Phải, tụi tớ đã cố gắng để mang cá về cho cậu đó. Cảm ơn Raya, cảm ơn Vic. Chào mọi người, các cậu có một con vật nuôi nào của riêng mình không? Nhớ chăm sóc chúng thật tốt nhé. Tạm biệt. It's a new day with our old friends around every single corner. There's